Đây, có liên hôm nay em và Tuấn sẽ test đồ loa Prodeo này cho bác nhé. Dòng Prodeo này là dòng loa bãi bass 25. Bao cho các bác không đã bảo không hay không lấy tiền. Riêng Prodeo này không hay không lấy tiền. Thì như ở trên kênh em đã báo cho bác rồi đấy. Thì hôm trước nó về được một lô là hơn 50 đôi, lô sau này nữa. Thì báo cáo bác là cái những cái lô đấy em đã để buôn rồi, hết rồi. Em giữ lại được lô sau này được 20 đôi nữa thì đi làm gần hết cho bác rồi. Mức giá là 3 triệu 900 nghìn một đôi ạ. Riêng dòng này không hay không lấy tiền, bắt 25. Các bác không cần phải súp cho em nhé. Riêng dòng này không cần súp. Nếu như căn phòng là tầm 30 mét vuông, 40 mét vuông không phải súp. Em bao đánh phê luôn cho bác. Đấy. Và hôm nay thì em đánh với lại con Mango này. Con Mango này là một trong những dòng vừa là đẩy liền vang. Con này là đẩy liền vang nhé. Nó có vang, cửa vang dưới này, nó đẩy liền vang Mango này. Đấy. Con Mango CSR 850. Cả mic đây, mic em dùng luôn. Nếu mà bác nào lấy chọn cả một bộ này, báo cáo bác chọn bộ và hai tay mic nữa thì nó cũng ở đâu đâu đó nó tầm khoảng độ 8 9 triệu rồi thôi bác ạ. Khoảng đấy. Con đẩy này nó có hai cửa sau nhá. Các bác có thể đây. Các bác có thể đây, em đang đánh với có còn có một cửa nhá, còn cửa dưới nữa. Đây. Đây là quạt gió của nó em, nó được chưa, điện chạy điện 220, có cổng DVD, nói chung nhiều cổng cắm vào giờ ra nhiều cổng ạ, có pry out nhé, có cả cổng pry out luôn nhé. Đấy, đấy, riêng đôi loa này thì báo cáo các bác là mức giá 3 triệu 9 một đôi là các bác về chỉ việc dùng thôi, gần như thay hết cho bác rồi. Còn như hôm trước em đã báo với các bác ấy là bớt cho các bác 400 nghìn là bác nào lấy thì tự thay gần. Tóm lại là thôi, bên em đã thay cho bác, để thay luôn cho cả thể nhé. Mời các bác này, em mà test cho bác nhé, phê luôn. Em mà test chất mic cho bác nhé. Đây, lên 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 1 2 6 9 9, lên 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 rơi gậy căng nó rung đấy bạn, nó rung. Bây giờ em Tuấn cho gài nó vào đây đã, sau đó sẽ tiến hành test cho bác nhé, tiến hành test cho bác. Đây. Em tụi ta test 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 mic cho bác nhé. Lên lên 1 2 6 9, lên 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 lên. Con này nó có hai cửa, cửa mic đây, bên này là cửa nhạc chất lượng âm thanh, bác to nhỏ nhạc bên này, còn đây là cửa mic, trên volume mic này, lên này, lên 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 lên. Alo alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lên 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 lên, alo 1 2 4 6, lên 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 lên. Đây sau đây bác sẽ test cho bác nhé. Em mà thích chưa đồng thành cho bác luôn bao phê đôi loa này nó mức giá 3 triệu 9 chỉ một đôi thôi thôi thôi, bác hài lòng lắm, bác nghe thấy chất âm nó rất là dày dày và ẩm, dày và ẩm. Đặc biệt là bác nào thích lắp con đẩy này thì em sẽ ghép đẩy luôn cho, sau đây mời các bác vào bảng test. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cứ như mình quen qua chuyện gần chuyện xa mới hay anh từ ta em chẳng còn đâu sao nỡ vô tình rơi dần. Con đẩy mango này đó tao mua là 4,8 triệu. Con đẩy này là con đẩy liền vang, con đẩy liền vang luôn. À, con này đặc biệt là các bác, ví dụ bác đánh nha, hai đôi BMB này, hai đôi Proico hay cái gì đấy, đánh dòng bass 20 làm gì đánh hay vang thì khỏi nghĩ rồi, vang chất giọng vang vừa hát đấy. Đây bằng mic này, mic cũng rẻ tiền nhé, không phải mic cao tiền. Nếu mic cao tiền thì còn khác, mic này mic bình dân. Mic còn mic này là mic Tomac, em bán cho bác rất là nhiều đấy. Mic Tomac ấy, ở trên kênh bán cho bác rất là nhiều, hát rất là hay. Rồi, chào các bạn ạ.